Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn là con Vector. Con Vector 3100. Đây là ghi thông số là của hãng Landing 10/100. Đó. Nhìn làm rất chi là nhỏ. Cái này là con Vector quang một pho nhé, một cổng quang và một cổng lan ra nhé. Đằng sau ghi thông số là nguồn 5V DC này. Đây mở ra cho các bạn xem nha. Cái vỏ này làm bằng sắt rất chi là mỏng. Vỏ rất chi là mỏng nha. Đây vỏ này. Đây là ở mạch bên trong. Đây có cổng quang này. Đấy, cổng quang đây là ghi chú ở đầu A. Hỗ trợ bước sóng 1. Hỗ trợ bước sóng. Đây là ghi là 155. Khoảng cách độ xa là 25 km. Đây, 25 km này. Cho các bạn nhìn. Đó, 25 km này. Ở đây là đèn báo tín hiệu này. Đây là cổng lan này. Cổng lan đây là cổng lan 100 nhé. Em chú ý đây là cổng lan 100 này. Đây là mạch của nó này. Mạch này. Có một cái IC xử lý này. Có IC xử lý này. Có tụ này. Tụ này không phải tụ lọc này. Có một cổng cắm. Có nguồn rồi, rất chi đơn giản. Đây là nét ninh. Con motor nét ninh nha. Hàng này hàng xưởng nha các bạn nha. Đây là hàng xưởng. Rất chi đơn giản. Chạy bằng cổng quang. Lối quang với nhau và ra bằng lan. Anh em thắc mắc gì món quang này bảo inbox ở dưới em sẽ hỗ trợ nha. Xin chào anh em.